thầy bảo vì cách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước. Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên. Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi đến. Thầy bảo vì cách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước. Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên. Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi đến.